Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Tôi là dược sĩ Kiều Mai Lan, là một dược sĩ đại học. Và hiện nay thì tôi đang có một gia đình nhỏ với tôi, chồng của tôi và bé Su gần 3 tuổi. Hy vọng là trong cái khoảng thời gian sắp tới thì sẽ được chào đón thêm nhiều thành viên nữa. Trước đây thì tôi cũng từng trải qua cái giai đoạn vô cùng khó khăn và khó có con, do tôi mắc phải cái hội chứng buồng trứng đa lang và một số những cái vấn đề khác nữa. Nhưng nhờ áp dụng những cái kiến thức khoa học về ăn uống, tập luyện và sử dụng thêm một số những sản phẩm hỗ trợ thì tôi đã có thể mang thai tự nhiên. Chính vì vậy tôi lập ra cái kênh YouTube này để chia sẻ cho mọi người những kiến thức và kinh nghiệm của mình về sinh sản, mang thai và sinh con, để giúp cho tất cả những cặp vợ chồng nào mà đang mong muốn có con đều có thể nhanh chóng chào đón con yêu và sinh ra những cái em bé trộm vía là thông minh và khỏe mạnh. Lịch đăng video mới sẽ vào khoảng 20 giờ tối hàng ngày và lịch livestream sẽ là từ 1 cho tới 2 buổi một tuần. Vì vậy, để không bỏ lỡ bất kỳ một video hay là một buổi livestream nào thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký theo dõi kênh và bấm vào hình quả chuông nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh.